Ở cái khu này thì mình đa phần mình thiên về những dòng cá mà nó đủ màu sắc đó, như dòng này nè các bạn, bùm dạ quang này mình sẽ cho Tommy cho các bạn xem nó ăn như thế nào. Cái bọn này nó có cả háo ăn luôn các bạn, bỏ vô nhiêu là nó quất hết bấy nhiêu luôn đó, nó đủ màu hết trơn luôn ha, các bạn xem nè, rất là đẹp luôn ha. Và nuôi bọn nó mà nuôi cái hồ rộng tí thì cái size nó nhanh lớn lắm, nên là các bạn nào mà có những không gian nhỏ nhỏ ở ngoài hiên á thì có thể setup như dàn kệ giống như vậy chơi ha. Và đây là dòng cá đầu tiên ha, cái dòng này mình để ngoài khay ngoài đầu tiên nè các bạn. Dòng này là Dumbo sổ bít e nè. Dòng này thì khá là đặc biệt đối với mình, tại vì mình nhập vào nó khá là cao nhưng mà mình làm ra khá là ưng ý đúng các bạn. Do mình cho ra được cái bộ gen tốt á, giống như những em cá thế này nè. Những em này là gọi là hàng tốt và chất lượng. Thì nếu mà làm cá mà nó ra được bộ gen đều như những em này hết thì bộ đó là quá chuẩn rồi các bạn ha. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà nuôi thì các bạn hãy nuôi những dòng cá mà nó gọi là ok nhất là tuyển giống để các bạn nuôi không có tốn thời gian. Giống như mình nuôi một ngày thì mình chăm sóc nó và mình kiểm soát một cách tốt nhất. Thì cái hồ này khá là ok luôn, chiều cao của cái khay này là 25 nè các bạn, ngang qua đây là 42-43 ha, sâu vô đó là 62. Đó là cái khay này thường các bạn ra nó khay 2,5 thước cao á, thì nhựa di tân nữa thì sẽ bán cái khay này đó. Những dòng này khá là đẹp rồi. Đi dạ, đây có mấy con cá giống nè các bạn nha, rồng xanh giống á, đây là rồng xanh giống nha các bạn. Hàng này thì mình đang bán ra có 100.000 cặp à, cái trống thì còn ít thôi nha, nhưng mà vẫn có thể chia bạn một vài cặp được, nhưng mà không có nhiều đó. Rồng xanh ha, rồng xanh thì bộ này rất là đẹp ha, đa phần thì máy, bộ này mình đang máy bán máy lẻ, thì nếu bạn nào bắt thì cũng ok, giá máy thì sẽ xả tất cả bằng 80k một em thế này về bạn chơi nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là cá tơ nè, cá tơ mở lên rất đều nha các bạn, không phải là cá tơ là không đều đâu. Thì mình đang ở ngoài lộ thì xe chỉ ra hơi ồn, các bạn xem video thông cảm giúp mình nha. Rồi đó, đây là những cái bọn rồng xanh cá mà cá tơ á, nhưng mà nó lên bộ vây đồ lên rất ok luôn, để cho tất cả bạn biết được cái bộ gen của bọn mình như thế nào ha. Đó, còn đây là full get, full get này hàng này cũng rất rẻ các bạn, hàng này thì giá rẻ thôi đó. Bạn thích chơi cá tơ này để các bạn 100.000 ha. Đó, bạn nào thích chơi cá tơ để các bạn 100k cho tất cả bạn chơi bọn này. Mình báo giá trên video nha, bạn nghe kỹ một tí thì sẽ có những cái chất lượng về cái giá cả cho những em cá tơ, nhưng mà mình bao tất cả bạn về cái bộ gen tốt chất lượng ha. Đó, đây là Lutobass này, không mở mình bán cho chị kia cũng bớt rồi, nó cũng còn ít rồi các bạn. Đó, bạn nào thích chơi Lutobass vẫn còn luôn, 60k một cặp cho Lutobass, loại mà hàng vừa, và xe máy thì mình bao bạn máy lớn ha. Rồi đi giả, đây là có coi đen nè, coi đen thì coi đen này mình đang bán ra thì tầm 30.000 một cặp nha các bạn, những em Unu như các bạn. Đó, Unu như nè, đó, như heo nước ha, thì 30.000 một cặp, còn khoảng vài cặp thôi cho tất cả bạn săn nhanh nha. Đó, vài cặp coi đen sọt body ha, 30.000 một cặp, mà đơn hàng đi tỉnh từ 200.000 nha, mình báo trước tại vì một số bạn không biết á, thì bạn không có ấy được. Bạn nào mà biết rồi thì các bạn cứ lựa đơn hàng đủ khoảng giá tiền đó nha. Đây là bọn Tiger này mình để 40 thôi đó, 40 đó cho bọn Tiger King Cobra nha các bạn nha, rất là đẹp luôn. Thì hàng này thì gọn, bọn này thì khá giá rẻ ha. Hôm nay mình cập nhật clip học sinh sinh viên cho tất cả bạn chơi nha. Học sinh sinh viên là cá giá tầm trung vài chục cao một cặp á, cho tất cả bạn về bạn tập chơi trước ha. Bạn thích hơn, thích chơi nhiều dòng cá hơn thì có thể xem trên kênh của mình, mình sẽ có những clip cập nhật về cá đẹp. Hôm nay là bọn Dumbo thủy sinh nè, 10k một em đó, thủy sinh nha các bạn, 10k một em nha. Mình có Dumbo thủy sinh như thế này cũng còn vài chục cặp á, thủy sinh nhưng mà nó rất là đẹp các bạn. Đó, nuôi hồ thủy sinh, hồ nông bộ rất là ok luôn cho tất cả bạn chơi cá thủy sinh nha. Đây, Dumbo thủy sinh 10k một em đó, 10k một em là 20.000 một cặp các bạn ha. Thì một hồi mình quay một số hồ top view nữa, đây Dumbo thủy sinh ở đây đó, rất là nhiều luôn các bạn nha. Thì hồ này vẫn là Dumbo thủy sinh của mình sẽ là xả số dòng cá Dumbo thủy sinh. Rồi tới cái hồ mà mấy hồ cá giống của mình thường cho đẻ nè, là full red mình cho đẻ nè các bạn. Đó, full red mình cho đẻ nè. Cái màu sắc của nó thì lên khá là đậm, và cái bọn này nó ăn khá là nhiều, mình cho ăn, nếu mà các bạn chịu siêng á, bạn cho ăn ngày 2 đến 3 cử thì cá sẽ nhanh lên cái trứng và nhanh lên cái body và đẻ rất là nhiều luôn. Đó. Đây là cái khu ở ngoài trời thì mình có lắp hệ thống in vô á, rồi mình rút cặn thì mình xả đi đâu thì mình sẽ xả ra ngoài lộ ngoài kia. Rồi mình sẽ cho những cái bọn này nè, nó được nước mới vào tự động, mình xả vô là ok, có nước liền. Rồi đi qua vào qua khu bên này, khu này thì cũng là một cái khu đơn giản các bạn, khu này mình cũng quay các bạn nhiều ha. Đó, đây là khu phơi đồ, nhưng mà đừng cái là mình chiếm luôn,
Đó, còn cái bọn này cũng vậy đó các bạn, 10k em này ha. Rồi. 10k em cho bọn này, cũng là Dumbo thủy sinh nha. Các bạn nào thích được thủy sinh á. Đó, bắt thì là Dumbo thủy sinh, bắt thì bắt 10 cặp thì là 200.000 rồi ship luôn. Cho các bạn về thả hồ đồng bộ hả, hồ lớn lớn á. Nuôi theo bầy rất là đẹp ha, nó bơi gì nè các bạn. Đó, đã lắm ha. Đó, các con nữa nè. Rồi, đi dài vô vô khu ở bên này ha. Ở cái hồ lớn như thế này đa phần thì mình cũng sẽ nuôi Dumbo sọt là nhiều. Nuôi Dumbo sọt ha. Đó. Dumbo sọt các bạn. Này đúng Dumbo sọt e như cái dòng hồi nãy nè. Mà nuôi cái hồ rộng hơn. Khi mà các bạn nuôi cái hồ rộng thế này á, thì mình đã bán cho tất cả các bạn nào chơi lâu rồi đó. Những đợt video trước á, thì mình đã bán rất là nhiều, tại vì khi mà nuôi trong hồ rộng á thì con cá nó sẽ nhanh kích cái tai bơi dài hơn. Đây là cái bọn cá con của coi đen nè. Đó, mình sẽ tắt như thế này, mình cho ăn ha. Thì cá nữa các bạn gom khoảng tầm độ những em cá trong tầm một tuần tuổi đẻ, bạn gom vô thành một bầy. Đó, thì cá nó sẽ đều lứa, thì mình sẽ nuôi nó lớn lên luôn. Còn đây là những em cá mà cái giống mà của bọn Lutobat hồi nãy nè. Bạn nào thích chơi những em cá tơ mà brand, bộ gen tốt của bọn cá giống này, thì khi mà nuôi lâu các bạn thấy cái kỳ nó lên tốt không, thì đó là một cái yếu tố khá là quan trọng khi mình tuyển chọn những em cá này ha. Đó, những cái bộ gen tốt nhất và bộ gen chất lượng nhất để cho sinh sản ra những cái bầy cá đẹp ha. Còn khi mà các bạn cho ăn không đủ chất á, thì con cá sẽ không được tốt như cái mình mong muốn nha. Đây những bầy cá coi tới e nữa nè. Đó, thì bọn này như có si thu các bạn nha. Bạn thích chơi coi đất e si thu là bọn này. Si thu thì mình để các bạn 100k thôi ha. Bọn này cái màu nó cũng tương đối nha, mà cá tơ. Đó, coi đất e si thu. Si thu là thấy luôn cái ruột nha các bạn. Đó, bạn nào thích chơi thì để các bạn 100k cho các bọn này coi cái si thu. Bạn nào thích chơi thì alo mình ha. Ở đây thì có một số cái hồ cá giống vẫn cho đẻ nhưng mà hiện tại vẫn chưa có số lượng nhiều nên là mình cũng quay. Đó, đây là tại vì còn thưa lắm các bạn. Đó, mình đang cố gắng là mình cải tạo cái trại mình lại. Thì khi mà mình làm thế này á thì mình không có thời gian nhiều, hồ cá trống không à. Đó, mình tập trung mình làm ở cái phòng phía sau. Một số bạn nào xem rồi thì cũng phải biết được ha. Và cái sức sống mãnh liệt của con Artemia nữa các bạn nha. Các bạn xem nè, cái con này là Artemia thì mình mới up ra thì mình cho ăn liền á, thì con cá sẽ rất nhanh phát triển. Ở cuối video này mình có cập nhật một cái clip về Artemia cho tất cả các bạn theo dõi nha. Thì con Artemia là nó rất là nhỏ thì nó sẽ bơi như vậy nè các bạn. Cá thấy thì nó sẽ gượt theo ăn và nó sẽ kích thích hệ tiêu hóa của cá tốt hơn và kích thích cho con cá nó ăn nhiều hơn và sẽ giúp cho con cá các bạn á, nó tăng được body và tốt và chất lượng khi mà nó gượt và nó dí theo những con Artemia này. Đó, đây Artemia này cầm trên tay nè, cam lè luôn các bạn, thì giúp cho tất cả các bạn biết được thêm ha. Mình có cập nhật một cái clip về chia sẻ những cái clip cá, thì mình có cập nhật những cái clip nào mình để chỉ là cập nhật cá bảy màu, thì bạn xem vào những clip đó thì mình sẽ có những cái giá cá ok nhất và chất lượng nhất để các bạn tham khảo ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, một video giải trí và xả một số dòng cá giá rẻ ha. Dòng này 40 nha, đó ở trước nha các bạn. Đó. Thì nếu bạn thấy hay nè, mà thằng thích nuôi cá, thích mê cá này, có thể alo mình qua số điện thoại Zalo như góc phải. Còn bạn nào mà có những cái ý kiến gì đó thì hãy comment phần bình luận để làm mình có thể làm những cái clip về sau hay hơn và chất lượng hơn, giúp cho tất cả các bạn xem vui ha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một cái video gần nhất nha. Bye bye.